Chào kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, trong những ngày này chúng ta sắp tới đến cái mùa lễ gọi là mùa lễ ma quỷ Halloween là một cái mùa vui vẻ cho các trẻ em và người lớn của chúng ta có thể góp phần bằng cách dẫn con cháu đi xin kẹo như những năm vừa qua. Nhưng năm nay thưa quý vị, chuyện này không có như được như ngày xưa là bởi vì dịch Covid-19 và không những là Halloween mà chúng ta có thể không có luôn cả mùa tệ ơn, chúng ta cũng có thể không có luôn cả ngày Giáng sinh là bởi vì COVID-19. Và tình hình COVID-19 thưa quý vị, nó tăng hay nó giảm? Cái điều đặc biệt trong cái thời đại này, chúng ta có đầy đủ thông tin. Thế nhưng mà có người tin, có người lại không tin là bởi vì cái yếu tố chính trị nó nằm đè lên cả kiến thức khoa học và y khoa. Thì thưa quý vị, trong thời điểm này, Hoa Kỳ cái chuyện Covid-19 đang là cái chỗ mà hiện tại các nhà y tế báo rằng chúng ta đang ở một trong cái tình cảnh mà là vô cùng nguy hiểm và đáng báo động. Nhưng một số người lại không tin câu chuyện này. Câu chuyện thật nó là như thế nào? Đó là chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ hầu chuyện cùng quý vị. Và xin chào anh Đô Dũng. Chào Mai Phải Lòng, kính chào khán giả SBTN. À, thực ra cái chuyện mà Covid-19 đang hoành hành tại nước Mỹ nó không mới nó là chuyện nó đã, đã xảy ra bắt đầu ít nhất là trong 10 tháng qua uh, từ cái hồi tháng Giêng uh, cho đến bây giờ và nó lên đỉnh điểm vào khoảng cỡ tháng 5. Uh, xin lỗi quý vị khoảng khoảng dạ khoảng tháng tháng năm. Rồi sau đó đến tháng 7 nó, nó nó giảm 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 xuống và bây giờ nó lại trở lại nhất là mùa lạnh đang đến. Và chúng ta biết cho đến ngày hôm nay thì đã có 8 hơn 8 triệu 8 người Mỹ nhiễm bệnh. Và số người hồi phục là hơn 3 triệu rưỡi, như vậy còn sắp xỉ khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu người nhiễm bệnh. Và ngày hôm qua, lần đầu tiên số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt qua con số 225.000. Và sáng nay nó lên đến gần 230.000. Gần 230.000. Đó là cái con số để cho quý vị biết. Và vẫn có nhiều người không tin chuyện này. Và đặc biệt câu chuyện này nó gây chú ý là bởi vì ngày hôm qua, ông Mark Meadow tránh văn phòng Tàu Bạch Ốc đã nói rõ là bây giờ tội ốc sẽ không kiểm soát uh, không tìm cách ngăn chặn Covid-19 nữa bởi vì ông nói nó giống như là flu tức là cúm nó đến rồi nó đi và ngay Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận vào ngày 22 tháng 10 vừa qua và ngay cả ngày hôm qua luôn ông cũng xác nhận ngày hôm qua tạm cuộc vận động ông cũng nói luôn là Covid-19 rồi sẽ biến just around corner will be gone đó là Tổng thống khẳng định thêm một lần nữa và rồi ờ... Um, uh, cái uh, những cái chuyện nó xảy ra và làm cho người ta thắc mắc là không biết là cái, uh, cái 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 vấn đề này nó sẽ đi về đâu. Thì ngày hôm qua khi mà nghe chuyện này thì ông Joe Biden ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ đã tuyên bố ngay lập tức là tỏi ốc coi như là đầu hàng. Đầu hàng không thể kiểm soát được dịch bệnh. Đó. Và sáng ngày hôm nay thì tin tức cho biết là có 6 tiểu bang của Mỹ sáu tiểu bang của Mỹ thưa quý vị là ở vùng ở vùng Midwest là vùng Trung Tây đó ngày hôm qua coi như là báo cáo cho biết là con số lên số người chết lên kỷ lục luôn lên kỷ lục của sáu tiểu bang này sáu à, tiểu bang này đó là à, đây là tính tới ngày 21 tháng 10 đó tức là con số mới nhất không phải là ngày hôm qua tới con số mới nhất là tính ngày 21 tháng 10 theo Reuters họ phân tích thì cái số người lượng người mà nhiễm bệnh ở tại vùng Midwest nó tăng thêm và làm cho các trường học nơi ở và doanh nghiệp phải đóng cửa. Um, đây là sáu tiểu bang là bao gồm Iowa, Minnesota, Montana, Kansas, Wisconsin cộng với Hawaii nữa. Không hiểu tại sao mà Hawaii này mà dính vô đây, thì không biết nhưng là coi như là trong sáu tiểu bang thì đã năm tiểu bang miền Trung Tây rồi. Hawaii là vùng Thái Bình Dương thì cả 6 tiểu bang này số người chết đều tăng lên và à, đây đây có 6 tiểu bang ở vùng trung tây à, xin lỗi quý vị cái số người ở 6 tiểu bang tôi vừa đọc đó là số người nhiễm bệnh tăng lên còn số người chết đó là tăng lên là 6 tiểu bang ở những tiểu bang này là Wisconsin là một Illinois là hai Kentucky là ba Colorado là bốn Ohio là năm đó là cái số người mà bị chết nó tăng lên ở những tiểu bang này, là theo Reuters họ báo cáo như vậy. Và số người bị COVID-19 vào bệnh viện cũng tăng luôn lên tới 40.000 người lần đầu tiên kể từ tháng 8 vào hôm thứ tư vừa rồi. Đó là tại Wisconsin, một cái tiểu bang mà quan trọng và có thể là ảnh hưởng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Thì là bây giờ cái số người ở đây cũng tăng và như vậy là chúng ta biết là số người chết nãy tôi đã nói rồi, tính đến sáng là gần 230 người. 230.000 người. À, à, xin lỗi, 230.000 người dạ, dạ, 230 người là chúng ta là may mắn lắm. Đó. Dạ, 230.000 người. À, tính tới uh, ngày thứ tư thì ở tiểu bang Illinois có tới 66 người chết vì COVID-19, một con số cao nhất trong một ngày kể từ giữa tháng 6. Tại Kansas con số này là 80 người. Và theo thống đốc Laura Kelly cho biết là COVID-19 đang gây ảnh hưởng là áp lực nặng đối với các bệnh viện à, của chúng tôi và đã có à, 62 người ở trong một cái nhà thu dưỡng ở Norton County bị nhiễm và đã có 10 người chết. Đó là những con số tôi đưa cho quý vị coi thôi, à, nghe thôi còn à, nó như thế nào chúng ta tùy theo nhận định. Thì à, đó là cái chuyện xấu tiểu bang như vậy còn anh long có muốn nói thêm chuyện gì trước khi chúng ta đi vào à, cái này những cái điều anh dũng vừa nói thưa quý vị chúng ta đã chú ý trong những ngày vừa qua à, chúng ta nếu nói rộng hơn thì thưa quý vị cái cái sự ảnh hưởng của cái bệnh dịch kỳ này thì thưa quý vị phải nói rằng là nó đáng lo ngại hơn hết là vì những vùng ngày xưa từ có những vùng từ trước đến giờ chúng ta không chú ý nhưng bây giờ những vùng đó lại là những cái nơi ổ dịch lớn xin ban kỹ thuật cho xem màn ảnh laptop của tôi thì thưa quý vị chúng tôi nhìn chúng ta nhìn trên cái màn ảnh này thì cái màu mà đỏ càng đậm là những là những tiểu bang là hai tuần lễ liên tiếp hai tuần lễ liên tiếp vừa qua họ đã lập những kỷ lục về các con số nhiễm bệnh những tiểu bang Montana, North Dakota, Wyoming, Kansas rồi những tiểu bang cái màu cam thì là cái tuần lễ vừa rồi thì chúng ta thấy là một loạt các tiểu bang như thế. Cái điều đáng chú ý, thưa quý vị, quý vị để ý, thì theo cái 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 cái, cái, uh, cái sơ đồ này, thì chúng ta thấy rằng là hầu như các tiểu bang miền Trung Tây họ gặp vấn đề. Tiểu bang miền Trung Tây là những tiểu bang mà ít đi lại nhiều, mà họ lại bị. Cho nên đây là cái điều mà các nhà y tế họ uh, phải nói rằng là quan ngại trong cái sự kiện này. Và bây giờ nói sang qua một cái chuyện khác về khía cạnh chính trị. Thì thưa quý vị điều mà người ta chú ý trong những ngày mới ngày hôm qua hôm kia thôi là ngay những người làm việc cho phó tổng thống Mike Pence người mà gọi là gọi là thân cận nhất của ông là chief of staff là tránh văn phòng của ông cùng thêm với ít cổ nhất năm yeah, người nữa bị thì thưa quý vị chúng ta thấy là bữa hổm là ngay tòa bạch ốc đã vỡ trận thì bây giờ ngay dinh phó tổng thống cũng vỡ trận luôn là hai cái cơ quan rồi gọi là hành pháp đầu não của Hoa Kỳ bị vỡ trận thì thưa anh tình hình như vậy có nguy hay không ạ? Ờ nguy vậy. <laughs> <laughs> ờ, nó có một cái, cái chỗ này đó là cái thông tin mà trong hành pháp đó thì thường thường được giấu kín. Nó vì cái lý do là nó bảo rằng là bảo vệ hồ sơ bệnh bệnh nhân. Đó, cái đó là theo luật của Mỹ không được đưa ra. Nhưng mà nó có giữa vấn đề luật bệnh nhân với là 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 bệnh nhân và lãnh đạo mà bây giờ lãnh đạo thành bệnh nhân thì không biết là tính sao. Đó, bởi vì chúng ta lại được quyền phải biết sức khỏe của lãnh đạo, đó, bởi vì lãnh đạo là cái người mà có thể là có những quyết định ảnh hưởng tới cả nước mà nếu không biết sức khỏe thì có thể là có những quyết định sai trái chăng đó là cái điều gây tranh cãi nhưng mà nó một có một cái nữa là mà, uh, liên quan đến cái chuyện gọi là chính trị hóa cái 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 cái, cái, cái chuyện này uh, mà nó gây ra tranh cãi và người tin người không tin thì chúng ta cũng biết là ngày trong những ngày qua đó là ai cũng nhắc đến cái chuyện vaccine ở uh, hai cái công ty gì cái công ty remi no no remi thì nhớ cái thuốc đó, đó. Uh, uh, remdesivir remdesivir họ thử ở bên brazil có một người chết yeah. đúng không uh, không cái đó là không phải <laughs> <điều cười> cái à, đó là astrazeneca à, astrazeneca của Oxford, đúng rồi còn cái anh kia anh cũng có vấn đề anh bị ngưng ngưng yeah. xong anh lại thử, thử lại thử trở lại rồi Johnson Johnson cũng vậy luôn Thế này nó gây tranh cãi rồi lắm Và chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua Chúng ta biết ngay là Bên Tổng thống Trump thì muốn là có cái vaccine nó sớm trước ngày bầu cử à, Và ông, ông vẫn tiếp tục ông nói là sẽ có trước ngày bầu cử Nhưng mà nhiều người không tin là như vậy Và ngày hôm qua Ông bác sĩ Anthony Fauci nói gì về cái chuyện này Anh có biết không? Vâng, bác sĩ Anthony Fauci ngày hôm qua ông nói rằng cái, cái thuốc chủng ngừa mà để chúng ta có thể mà chúng ta có mà chúng ta xài được chắc cũng phải đến cuối tháng 12 thì anh Dũng nếu mà anh Dũng hy vọng thì sorry anh có thể là qua tháng 12 anh mới có được cái thuốc này. Thì đó, bây giờ đó nó là cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng là gì? Ờ, tranh cãi nhau về vaccine tranh cãi nhau về vấn đề Covid-19 nó chỉ nằm ở cái chỗ thôi là cái niềm tin. Một tôi tạm gọi đi một nửa nước Mỹ tin là có, một nửa nước Mỹ tin là không có. Vậy thôi. Và ai cũng biết không không ai biết nhưng mọi người đều hiểu tôi phải lấy lại không ai biết nhưng mọi người đều hiểu là covid 19 nó đã bị chính trị hóa trong cuộc bầu cử này và ngay chính tổng thống hoa kỳ cũng bị luôn ngay chính cái người mà nói rằng là chuyện đó không có chuyện đó là xạ, chuyện đó do bên dân chủ bịa ra xuất phát từ trung quốc vân 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 và cuối cùng là ông bị vào bệnh viện Reed hồi đầu tháng 10 và vợ ông cũng bị và ngay cả người con cũng bị mà cũng giấu luôn sau này mới cho biết và bây giờ tới là gì nhân viên các phụ tá của ông Mai pen cũng bị còn phụ tá của ông Trump thì nó thật bây giờ không biết là bao nhiêu người bị luôn đó và cho đến giờ phút này người ta vẫn không biết là cái ngày 29 tháng 9 khi mà ông Trump đến tranh luận với ông Joe Biden ở tại thành phố Cleveland tiểu bang Ohio không biết là ông đã bị dính Covid 19 chưa bởi vì trước đó vào ngày thứ bảy ông tổ chức cho 180 người đứng ở tòa bạch ốc để ông đề cử giới thiệu bà tránh án đây bị bắt rét mà trong đó đại đa số là không đeo khẩu trang mà rồi sau đó là là cả gần một chục người từng tham dự ở đó bị dính covid 19 đó là cái chuyện mà chúng ta phải để ý đó. nhưng mà nó có một câu chuyện sáng nay sốc lắm anh yeah. sốc vô cùng liên quan à vụ này có một người đã dự đoán trước đó nhưng mà không ai tin bây giờ có lẽ người ta mới tin đó là ai và dự đoán cái gì xin quý vị đừng để màn hình SPN chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau phút thông tin từ